chồng múa rồi, múa hay quá. Quăng lên, múa lên đôi đi. Hay quá. Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understanding. Đi về nha. Đã thấy rồi. Ấn đó hả? Ấn ngủ trâu quá, ống này kia nọ, mấy người kia. Mà hôm nay là ai bắt Ấn là đánh đòn hết cho tôi. À, đánh đòn luôn à, chết rồi, hôm nay chị bị đánh đòn đó chị gái. Coi trời ơi. Chị có chương pháp, chị kéo tay Ấn này. Đừng ghi nữa hả? Thôi mình dừng dừng lại đi, mình ghi nhiều quá vậy. Bữa nay là tiêu rồi, tới công chuyện luôn rồi. Gì hết rồi, mấy anh em vô sắp thảm rồi, bị ghi bao nhiêu lần rồi? Bị công chuyện rồi chị ơi. 49 lần rồi hả? Chết chị rồi. Tới công chuyện rồi. Còn có bạn nào cứu chị sau khi mà cái bản án này nó đưa lên không? Không ai cứu được mày chị ơi. Về đau lưng đó. Nè có âm chị ơi. Để nó là ở trên rồi. Ở trên hả? Rồi trời chị ơi, có đem một giỏ tỏi luôn mà. Đâu sao đâu. Anh Thiên ra tiếu chỉ rồi. Mỗi lần ghi vô đây là người sẽ bị đau nhất đó chị. Bị hình hồn nó đánh đó chị. Hình hồn đánh không chịu. Nãy giờ là chị bị hình hồn nó đánh. Rồi chị bây giờ tắm rửa và dạ tỏi. Chị nhảy xuống cái cầu Hậu Giang á. Nước nó đen để mình rửa những cái gì mà bị không bé Thanh này rất dễ thương. Nếu mình bước ra ngoài thì cổ là một cô gái sáng suốt nè. Thông minh đó chứ. Chứ không phải là một cô mấy chị là ngu đần á, người ta là hàng thật mẫu càng nhiều đó chị. Mà mấy chị là cho là đi ra đường ra đời phải không, cho chị ra đời luôn rồi, chị biết đi nữa hả? Trời ơi thôi đi anh ơi, thôi cái thanh ở lại đi anh, trời ơi thánh chị nữa rồi, tới công chuyện rồi. Hôm nay chị tiêu rồi, thánh hình hồn rồi, vừa gũ ha, gũ gũ vợ của thiên thần thánh mẫu á. À thánh mẫu hả? Chị luật sư đủ giờ thánh mẫu ra ngoài đường chơi. Để ngoài đường chơi. Đi làm đẹp. Đi dạo. Trời đi làm dạo, đi làm đẹp, đi cà phê hả? Đi ngắm phạm tội khi quân phạm thượng. Đường chơi đúng không? Rồi, bé. Chị đã bị lên án rồi, mấy đứa còn đâm thêm câu nữa, thêm từ nữa. Chơi. Khổ đường quá. Bị án khẩm rồi quý vị. Sao biết dài thế? Chị luật sư đây coi như là quá trời ghi mấy trang luôn, rồi, là trang luôn rồi. Chị người cũng ta ghi có hai hàng. Phạm tội ghi có hai thế. Hàng. Khi quân phạm thượng. Ghi hai hàng, hôm nay ghi trang luôn rồi. Đường pháp sẽ bị đánh đòn. Tình hồn. Cái đó là ghi nữa đó. Rồi thôi đem đồ về luôn đi. Ta cho rồi ai nhận lại. Cái này á là để cho bé Thanh nó làm đẹp, để cho ông Thiên á, ổng nhìn ở đây phạm rồi là không nhận cái gì cả. Phạm tội phi quân. Rồi đem đồ về hết luôn đi. Nói chứ để ông tí cùng đem vô. Không. Em nói anh nghe nè. Bây giờ á là em đem đến đây em không, nha, không, em không, cho không, bé Thanh nó làm đẹp. Đánh hả? Đi đâu vậy? Rồi lấy hết lá luôn, lấy hết lá của rừng luôn. Mày đốt tới tận thế chưa hết. Cuộc sống hàng ngày nha mọi người. Thần tiên tây tỷ. Đẹp gái. Dáng bạn con cao nè. Có tương lai làm hoa hậu tương lai đó. Không có giỡn đâu. Về chú nuôi chú lan xe làm hoa hậu diễn viên siêu mẫu. Con trời mà nuôi gì? Trời ơi, con trời nuôi gì luôn. Mày nè. Trời ơi. Hồng đất này chọc nó làm chi nó nói. Đi đâu? Đi đâu hả mày? Anh lại mua thịt bò này, em có lá lốt nè. Con cái nhậu nó đừng có chạy chạy té đó. Con chừng bị vấp á má, đây toàn mấy cái cọc không à. Ba tao vấp hôm qua bị té. Nhiều cọc quá coi chừng té đó con. Mày đuổi nó còn nói nữa.
Coi cô đang làm gì vậy? Ui dồi, cô chưa dậy nữa. Cô đang ngồi thiền. Cô đang ngồi thiền mà dương quá đang ở ngoài để. Cô đây này sexy thế. Cô sáng sớm lại ngồi thiền nữa hả? Ngày nào cũng vậy. Ngồi xong rồi đứng. Cô này sexy quá. Cắt đi vậy á. Sau này vắng thế nhỉ? Đây quán rồi. Hôm nay sĩ số đâu hết rồi. Nay giống như cái từng là lộn xộn như mấy buổi trước. Nay báo nó ơi. Báo nó không tới rồi. Báo quá lại. Bớt mũi liền phải không? Trời ơi, cái áo hết mũi à. Cái đồ phun khói. Phun khói dúng lên trời quá em. Cái này là đồ gác bếp rồi. Đồ gác bếp rồi. Thịt bò gác bếp á. Đồ này sao mũi nó dám đốt được nữa. Lá hành anh thấy 3.000 lợi sao có một hồn quá trời nha. Em có lá lốt kìa. Mẹ hốt có cái đây cho nè. Anh mua một bò đây em cho lá lốt. Sự khói mờ trên ảnh nha mọi người. Mờ mờ ảo ảo nha. Ở đây sương khói mờ trên ảnh. Chỉ có tình ta với ta. Ai đây bé? Ai đây? Ta. Ai đây? Ông đây là ông nào? Ông Thiên luôn hả? Còn có tên người khác là gì? Là mẹ, là cây giấy. Ủa rồi. Là mẹ. Ủa rồi. Hai tên biết là bạn. Ê Hồng Đức kìa. Đi đi. Giỡn hoài, giỡn nó nhỏ thôi. Ở yên một chỗ. Mày hả? Ủa? Nói Hồng Đức chứ nói ai? Nói cái gì? Nói cái gì? Ta thường như pháp. Giống kiểu Thần tiên tỷ tỷ. Thần tiên tỷ tỷ trên trời giáng xuống mà còn cả mây nữa kìa. Ngã kìa. Úi dồi ôi, muốn cháy rồi. Cháy rồi, cháy dập luôn. Múc nước dập lửa nhanh. Bả cũng cao nha. Ngồi qua ai thôi không? Qua ông gọi mình cũng nghe. Cảm anh Thành ở Cần Thơ. Ở quận Ninh Kiều. Đồng hương với anh là anh Thiên. Tắm dữ trời. Bây giờ có gì ăn ngon ta? Có thịt bò nướng lá lốt ngon à. Anh ăn không anh lại? Có thì mình ăn. Giờ mày muốn ăn cay. Giờ sao? Quen tên là quen miệng là sao? Giờ mày tao còn biết là cứ quen là tao gõ hết. Giờ hết quen thôi. Thì thôi. Hắc bạch vô thường. Vô. Anh lời. Ủa sao tắt vậy? Nó ung thối á. À, sư phụ đang tạo khói hả? Sao sư phụ không dùng phép cho nó tự tắt luôn đi. Cửa mà đâu có gì. Sư phụ tạo khói. Cái chừng thị quả vô tình. Cộng như giờ mình lửa là dương. Thì ra sáng nào cũng tạo khói, bảo sao không thấy muỗi đâu. Đốt chỗ đó không biết rồi, cây đó không chết rồi. Còn sữa với mì tôm quá trời kìa. Bé bé còn bánh oxy không? Còn không con? Hết hả? Chúng mày mua bữa hay bữa là mua chuối, chuối già hoặc chuối sim. Mà tại sao đừng mua bánh vậy? À. Trái cây cũng đừng mua như vậy hoài. Ăn táo hoài ngán thuốc không? Phải, nó mình phải thay đổi chứ. Tại vì nó thích ăn táo nên mua ai biết. Mình thích chứ mình phải thay đổi. Chuối đi. Ngá, hả? Chuyển sang chuối đi. Chuối già, chuối sim những bữa có này có kia chứ mày có một thứ một sao được. Đúng rồi. Ăn cái sao đủ dinh dưỡng được. Không biết tiếng gì đó. Chỉ có nhiều đó.
kiểu như hàng gì view nó lên. Đúng rồi đó, đúng rồi, phải biết thay đổi chứ. Đúng không đúng không Vi? Ai kia? Ông nào kia? Ông nào kia? Em đỏ tên gì? Ai đó? Ai Vi đó? Ai không biết ai đâu? Không biết ai luôn hả? Ông áo đỏ mà không biết ai kỳ vậy? Trời ơi. Nó bỏ không quên rồi sao không đánh nó? Nó nít mà. Con nít nó biết gì đâu. Mày cố tình mà giờ đánh mày bay chứ không có đánh nó. Mày cố tình. Dẹp là dẹp cái chân chủ cái nguồn gốc. Lấy việc gì từ gốc hả? Bé nó dạng quá trời luôn. Này có con mình tới chơi nó vui. Tối hôm qua mà nó mặc cái áo trắng thì sợ không chết. Nhiều đồ quá. Tắm xong rồi mặc gì vậy? Trời ơi, chơi lọ hết rồi còn đồ trắng mà dính lọ nữa. Bạn cũng lì lắm nha, hoài phá nè. Tối thì thấy cha con dọn đồ đồ chơi rồi để tùm lum tà la trên giường nha. Thằng tiên gì kỳ vậy? Tí tí. Thằng tiên tí tí là ai? Cái gì thấy clip tối hôm qua ông Lợi không? Thấy ông người đàn ông của gia đình luôn á. Người bình thường tới tối về đi uống vài lon bia với bạn bè, uống trà, uống cà phê. Ông ở nhà ông giặt đồ, tắm rửa. Hôm nay chở về đi, hôm qua chở về đi là bên bằng âm là xong rồi. Hôm qua là ông đầu là tới cái chương trình của anh Đại Chọc với Quy nha. Mình phải làm sao cho gương mẫu nha. Rồi ok anh. Lát mua hai gà nha. Gà mất chuyện qua rồi, gà nữa. Này bò. Mua thịt bò nướng la lốt đi. Em có la lốt kìa. Hôm qua đó là bắt đầu là vô á. Vô chương trình của hai anh đó. Là em là hôm đó ra ra gắn con trình là gắn nhỏ này quá. Nãy giờ anh Thiên ông nói là hôm nay là có này nãy sáng giờ anh có vô đây chưa vậy? Rồi coi này chưa hả? Coi này chưa? Rồi hết rồi đó. Sáng hả? Không, nãy giờ anh có coi này chưa? Chưa rồi, quay vô đây nè coi đi, đừng bỏ này. Tâm tính cái này cái này quan trọng cho là quyền của ông Dương nên nhớ kỹ nha. Tức tới và chỉ dùng quyền khung cao thượng đế và vô cực đại thiên tôn. Sắp bục nhau nảy lửa rồi. Sắp bục nhau rồi. Vập đi. Tao ngồi đây nè. Tụi bay muốn nhất, muốn cái gì? Thứ nhất của mình lịch sự một cái. Không, đây không có không chúng tao nha. Ha, không lịch sự. Trong tại trận này. Vừa chị có biến đó. Đây nè quý vị, ông lão dùng game rồi bắn kẹo luôn. Rồi thôi cái video của mình cũng xin kết thúc lại đây nha. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị. Thành đâu lượm hộp kem, lượm bánh nè. Thôi đi, 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 đi qua quán chị ơi, đi. Đi về nha. Cô gái đến từ hôm qua. Đi về nha. Hôm nào muốn đi làm đẹp, muốn đi đâu mày. Nói YouTube gọi chị. Chị cho xe mình lo đi. Làm gì cái thân mình đi. Bắt đầu từ đây tới là bắt đầu đánh đòn nè. Đánh đòn luôn hả? Thôi đi. Quá trời rồi. Ô, chị ơi. Đi quá trời. Quá trời rồi. Đi chị ơi. Với công chuyện rồi. Đi trước đi, chị đi trước đi. Quái ra trưởng rồi. Tới là bất cứ là ai để ra đánh đòn cho tụi mày biết. Trời ơi em về luôn anh lại ơi. Rồi ông làm phép đi chị. Làm phép rồi. Chết rồi, chết rồi. Chết rồi, tối nay nhức lưng rồi đó. Tới công việc rồi. Sư phụ ông làm phép rồi. Tối nay là đau lưng rồi đó. Cô sao? Đi lấy chồng chứ sao? Nó đơn giản vậy thôi nó trời. Mà nếu mà nó làm đẹp được thì nếu nó lấy chồng nó ra nó cuộc sống của nó ổn hơn. Nói nhưng mà chị có nãy giờ chị nói mấy lần rồi đó. Nhưng mà sau khi bị ông lão xuyên một trận đại chiến thì nhà ngoại cảm đã về quá gì rồi. Rồi dẹp leo luôn rồi.